Rồi, xin chào tất cả các anh chị em nhá. Chào mừng anh chị em đã quay trở lại với kênh Nhật Anh Mobile, chuyên mua bán trao đổi tất cả các dòng điện thoại từ cũ đến mới anh em nhé. À, như thường lệ thì hôm nay bên em lại lên một clip giới thiệu bán hàng cho anh em. Hôm nay thì em có rất là nhiều thể loại anh em nhé, từ iPhone này, Samsung này, Pixel, Oppo cũng có nhá, có cả Sony, đấy, một vài con máy thanh lý, có cả con máy Sony 5 Mark 2 thanh lý anh em nhé, giá hơn triệu thôi. Đấy, ok cho anh em quan tâm những cái dòng máy này thì đón xem chi tiết trong video nhé. Cửa hàng em thì địa chỉ ở Hà Đông, Hà Nội, anh em ở gần có thể qua trực tiếp. À, anh em ở xa bên em có gửi hàng ship code toàn quốc, có cọc trước, có kiểm hàng trước khi thanh toán nhé. Máy bán ra bảo hành 3 tháng, tặng kèm phụ kiện xà cáp cương đường ốp lưng đầy đủ anh em nhé. Với những cái máy thanh lý thì em sẽ báo test cho anh em một tuần. Ok cho anh em khách quen mua từ lần 2 trở đi bên em miễn phí ship nhé. Miễn phí ship này thì sẽ không áp dụng cho những anh em mua máy thanh lý. Ok rồi, đầu tiên hôm nay em sẽ giới thiệu luôn con máy thanh lý trước nhá. Con này là con Redmi 9A nha anh em nhé. Vỏ thì nói chung là chảy xước hết rồi. Nói chung mà khách trước người ta dùng không được giữ gìn cho lắm đâu anh em nhé, cho nên là nó hơi bị chảy. Nói chung là mấy con máy cỏ này thì cũng không tránh được đâu anh em ạ. Không tránh được, cơ bản là vẫn dùng ngon thôi anh em nhé. Vẫn dùng full chức năng. Đấy, full chức năng không lỗi làm gì. Con này cái là màn nó hơi phản quang tí này. Đấy, màn hơi phản quang một tí. RAM 2 nhé, RAM 2 bộ nhớ 32, RAM 2 bộ nhớ 32. Cái này thì em sẽ để cho anh em giá 800.000. Đấy, 800.000 nhé. Anh em mua chống cháy, mua con cái phụ huynh thì cũng rất là ok. Dòng này thì được cái là pin nó trâu anh em nhé. Nó cấu hình thì nó thấp thôi, nhưng mà pin nó trâu. Pin trâu màn to. Đấy, 800.000. 800.000 anh em nhé. Anh em cần lấy thêm sạc thì em sẽ hỗ trợ với giá 50.000. Đấy. Còn 800 là máy trần anh em nhé. Máy trần thôi, 800. Rất là rẻ luôn. Tiếp theo em giới thiệu luôn con này cũng là thanh lý này, 6S Plus quốc tế. Con này là 16GB, máy full chức năng nhé. Full chức năng, vân tay còn đầy đủ. Đấy, vân tay đầy đủ anh em nhé. Đấy, 6S Plus này. 16GB vân tay đầy đủ. Con này em để cho anh em giá 1.200.000 anh em nhé. 1.200.000. Pin còn 94%. Pin 94 nhá, giá 1.200. Tiếp theo này 7 Plus quốc tế 32GB. Con này thì máy zin full chức năng. Vỏ còn đẹp luôn anh em ạ. Đấy. 7 Plus này thì đây 32GB này. 7 Plus. 7 Plus hôm nay em bán giá nó cũng xuống rồi anh em nhé. Pin thì toàn có pin 98 này. Con nào pin thấp thì em sẽ thay. Giá 2.1, 2.2 thôi anh em nhé. 2.1, 2.2, 32GB. Vỏ này anh em, vỏ zin anh em nhé. Anh em lưu ý là máy này zin hết luôn, chứ cái máy hàng vỏ tay thì nó rẻ hơn nha anh em nhé. Vỏ zin 2.1, 2.2 nhé, tùy máy. Tiếp theo em có con này là con iPhone XS Max quốc tế. Cái này 64GB, máy cũng full chức năng nhé, Face ID đầy đủ luôn. Màn thay, màn thay còn lại là main zin. Main zin full chức năng anh em nhé. Giá em để cho anh em cái này là 4.200.000 nhé. 4.200.000. Mà nâng hơi sức anh em nhé. Ok. Tiếp theo em có 11 này, quốc tế 128GB. Máy zin đẹp, full chức năng luôn anh em nhé. 6.300.000. 6.300 anh em nhé. Cái này thì máy 2 SIM vật lý, anh em dùng rất là tiện luôn nhé. Nếu mà cần dùng 2 SIM và lại ngại đi làm eSIM nhé, xa điểm làm eSIM thì dùng con này cực kỳ hợp lý luôn. Nó lắp được mặt trước mặt sau này, đấy. 2 SIM vật lý nhá, 6.300.000. Máy màu xanh còn rất đẹp nhá, 6.300. Ở đây là cây này là cây 11 Pro Max quốc tế 256GB nhá. Full chức năng, máy zin đét anh em nhá, máy zin đét là đẹp luôn. Con này còn áp luôn anh em nhá, 256GB này anh em. Lưu trữ thoải mái luôn, pin còn 84. Giá em để cho anh em cái này là 8.800.000 nhá, máy màu xanh, hình thức cũng còn tương đối là đẹp. 8.800 anh em nhá. 8.800. Rồi, tiếp theo thì em sẽ giới thiệu anh em iPad này. iPad thì em sẽ có cái dòng E2 này, Gen 5 và Gen 6. E2 và Gen 5 thì sẽ là bản 4G Wi-Fi, đấy, dùng được cả SIM. Còn cái Gen 6 thì sẽ là bản Wi-Fi thôi anh em nhé. iPad thì anh em nào mà cần dùng máy tinh bảng, màn to, xem phim hoặc là giải trí, chơi game thì nên lựa chọn dòng iPad nhé. Riêng máy tinh bảng thì iPad vẫn là số 1 anh em ạ. Rất là mượt, rất là mượt thôi nhé. Con này chỉ là con E2 thôi, giá 2.550.000 thôi anh em nhé. Nhưng cực kỳ mượt, hình thức đẹp, pin còn cao anh em nhé. Con này pin 97 này. Đấy. 2.550.000 E2. Gen 5 thì giá 3.300.000. Gen 5 này pin 100 rồi anh em. Đấy.
mà đừng có xước mỗi vết này rồi. Ok chị anh em, 3,3 triệu nhé. Còn gen 6 này thì bản wifi, anh em cần được cấu hình cao thì lấy chụp con này. Gen 6 này thì hình thức rất đẹp nhé, keng luôn. Đấy. Giá 3,4 triệu, gen 6 3,4 triệu anh em nhé. Đấy. Thì anh em cần mẫu gì thì cứ nhắn cho em nhé, em sẽ gửi ảnh chi tiết cho anh em. Ok, tiếp theo em giới thiệu anh em mấy con Android này. Con này là con Redmi 12C, RAM 4/64 nhá, pin 5000, màn 6,71 inch nhá. Con này màn cực kỳ rộng luôn. Đấy, hình thức hơi chảy góc nhá, giá 1,750 triệu. Pin cực kỳ trâu, màn sáng đẹp luôn. 1,750 triệu nhá. Oppo A32 cũng 1,750 triệu anh em. RAM 4/64. Đấy. Hình thức còn đẹp. Hình thức đẹp nhá, 1,750 triệu. Đây là Samsung A23, Samsung A23 anh em nhé. RAM 6 bộ như trong 128. Đấy, cái này bản RAM 6 anh em nhé, 2,950 triệu. Cái này để cho anh em giá 2,950 triệu nhé. Tiếp theo Samsung thì có S20 FE này, bản quốc tế 2 SIM. Cái này thì dùng rất là ok nhé, cực kỳ mượt. RAM 6GB bộ như trong 128 nhé. Chạy chip 865 này, màn hình sẽ là 6,5 inch, có 120Hz nhé, và có luôn vân tay trong màn hình, dùng rất ok luôn. Pin 4500, máy hình thức rất đẹp. 4,5 triệu anh em nhé, 4,500,000. Ok, cuối cùng em giới đây, tiếp theo này em giới thiệu anh em dòng Pixel này. Như em giới thiệu anh em là Pixel 5 này, anh em nào ưa thích những dòng máy nhỏ gọn vừa tay thì dùng cái dòng này cực kỳ hợp lý nhé. Đấy, máy quốc tế 2 SIM, cấu hình RAM 8GB bộ nhớ trong sẽ là 128 này. Con này thì màn nó là 6 inch, có 90Hz nhé, tần số quét 90Hz và pin là 4000. Máy còn rất đẹp nhé, đẹp keng luôn. Di nguyên bản, có áp suất kháng nước đầy đủ cho anh em nhé. Anh em nhìn hình thức này, không khác gì máy mới luôn. Con này thì viền màn hình nó là mỏng đều nhé, cực kỳ đẹp luôn. Mỏng đều cực kỳ đẹp, và cái loa trong của nó ấy, công nghệ là âm thanh dưới màn hình nhé. Nó sẽ không có cái khe loa đây, kín mít luôn, nhìn rất là liền lạc, đẹp. Cái này phải nói là cực kỳ đẹp nhé. Giá 4,3 triệu anh em nhé, 4,3 triệu. Rồi, tiếp theo là Pixel 6a này. Anh em thích to hơn một chút thì anh em lựa chọn dòng 6a này. 6a này thì cấu hình RAM 6 bộ như trong là 128. Con này màn 6,1 inch và pin là 4400 nhá. Dòng này thì pin rất trâu và máy cực kỳ mượt rồi. Cực kỳ mượt rồi anh em nhé. Được cập nhật Android lúc nào cũng cập nhật đầu tiên. Đấy, Android gốc mà. Hình thức cũng còn đẹp nhá. Giá 4,5 triệu. 4,5 triệu anh em nhé. Pixel 6a. Tiếp theo em có 6 Pro này, Pixel 6 Pro. Con này thì nó khủng rồi. Chụp ảnh cực kỳ đẹp nha anh em nhé. RAM 12 bộ như trong sẽ là 128 này. Đấy, màn là 6,7 inch, con này màn rất rộng luôn và màn hình hơi cong nhé, màn cong. Đấy, pin 5000, màn có 120Hz. Giá 6,6 triệu nhé, hình thức còn rất đẹp. Máy zin đét anh em nhé. Anh em nhìn camera cực kỳ chất lượng luôn. Chụp ảnh thôi rồi luôn anh em nhé. Anh em mà đam mê chụp ảnh thì lựa chọn cái dòng Pixel này rất hợp lý luôn. Rồi, cuối cùng thì em sẽ giới thiệu anh em hàng Sony nhé. Sony hôm nay em có thanh lý đây. Cây này là cây Sony 5 Mark II. 5 Mark II anh em nhé, giá 1,5 triệu thôi. 1,5 triệu anh em nhé. Đây, tình trạng này báo luôn anh em, màn nó hơi sọc này. Màn sọc vết rất là mờ bên cạnh mép này thôi. Còn lại là full chức năng nhé. Máy vẫn zin đét, còn nguyên áp suất kháng nước đầy đủ cho anh em. Cấu hình con này rất là ok nhé. RAM 8GB, bộ nhớ trong 128 này. Con này sẽ chạy chip Snapdragon 865. Chip Snapdragon 865 anh em nhé. Màn hình là 6,1 inch, có 120Hz và pin là 4000. Pin 4000 nhé. Hình thức cây này thì hơi chảy, viền hơi chảy, màn lưng hơi xước anh em nhé. Màn hình thì còn đẹp, màn hình còn tương đối là đẹp nha anh em nhé. Đấy, tặng kèm cả cái ốp này luôn anh em. Là 1,5 triệu anh em nhé. 1,5 triệu. Chống cháy rất ok luôn. Rồi, tiếp theo em giới thiệu anh em dòng XZ2 này. Sony XZ2, con này cũng là giá hơn triệu thôi. Dùng cực kỳ ok. RAM 4GB bộ nhớ trong 64, con này sẽ chạy chip 845 nhé. Dùng bây giờ vẫn rất là mượt. Màn hình là 5,7 inch, pin 3180 anh em nhé. Giá sẽ là 1,650 triệu, 1,750 triệu nhé, tùy hình thức anh em nhé.
có màu xanh này và màu trắng kia anh em nhé, hai màu xanh trắng. Ok chưa anh em? Rồi, anh em quan tâm thì cứ nhắn cho em nhé. Rồi, tiếp theo em chuyển sang đến dòng X5 này. Sau đấy X5 thì có bản Nhật một SIM và cả bản quốc tế 2 SIM nhé. Đây em giới thiệu anh em bản Nhật trước này. Cấu hình RAM 6 bộ nhớ trong là 64, con này chạy chip 855 nhé. Màn hình là 6,1 inch, pin 3001, màn hình nó tỷ lệ 219 nhé, hơi dài, hơi nhỏ gọn nhé. Con này cầm cực kỳ vừa tay luôn, một tay dùng thoải mái luôn anh em nhé. Giá 2,7 triệu, 2,8 triệu cho máy bản Nhật. Hiện tại em còn màu bản Nhật, còn màu đỏ, màu trắng, màu xanh. Đấy, trắng màu xanh 2,7 triệu, 2,8 triệu anh em nhé. Rất là ok luôn. Anh em nào chưa dùng qua dòng Sony có thể mua trải nghiệm nhé. Máy tất cả em bao cho anh em zin nguyên bản, còn áp suất kháng nước đầy đủ nhé. Ok, đây là bản quốc tế 2 SIM này. Anh em cần dùng 2 SIM thì lấy sang hàng quốc tế. Quốc tế này thì bộ nhớ trong nó cũng cao hơn bản Nhật nhé, 128GB. Bản Nhật thì chỉ 64 thôi. Quốc tế thì em còn tất cả màu đỏ. Máy đẹp kem, giá 3,2 triệu anh em nhé. 3,2 triệu, đẹp kem. Ok, tiếp theo là X1 quốc tế này, máy mới luôn anh em nhé, máy mới nguyên siêu. Đây, anh em nhé, chưa qua sử dụng nhé, có màu xanh màu trắng, made in Thái Lan này anh em. Đấy, con này thì cấu hình nó như X5 thôi, màn hình nó to hơn 6,5 inch và là màn 4K nhé, độ phân giải 4K cực kỳ nét luôn. Đấy, pin là 3300, máy mới này em đang bán cho anh em với giá là 4,100,000 nhé, 4,100,000, hai màu xanh trắng. Rồi, cuối cùng là dòng Sony 1 Mark 2 anh em nhé. 1 Mark 2 thì hôm nay em giới thiệu anh em hàng này giá chỉ có 4,3 triệu thôi, rất là rẻ luôn anh em nhé, 4,3 triệu. Con này RAM 8GB bộ nhớ trong 128 này, chạy chip Snap 865, màn hình là 4K 6,5 inch, pin 4000. Hình thức còn rất đẹp anh em nhé, hai màu đen trắng này anh em. Hai màu đen trắng. Đấy, giá 4,3 triệu nhé, vẫn tặng kèm đầy đủ sạc cảm cân ướp lưng, bảo hành 3 tháng. Sony bảo hành 3 tháng lỗ 1 ở 1 anh em nhé. Ok. Rồi, cuối cùng thì anh em là có nhu cầu đặt hàng, mua hàng nên đây em có số điện thoại để trên màn hình nhé. Anh em có thắc mắc cũng thể bình luận luôn ở dưới phần bình luận video. Hẹn gặp lại anh em trong những clip sau nhé. Chào tất cả anh em.